cái này đó tại nó làm ngay từ đầu đặc quá. Ok, thấy chưa thằng? Đặc uống không được. Yep. Chê đó. Đang còn blend cái này. This is too icy. Too icy. You need to be more slow. No. No strawberry. Give me a spoon. Spoon. Dạ, yeah, có cách uống cái này hay lắm luôn. Ăn kem. Ăn kem. Cà lem đã bắt đã. Âu Việt Nam cái này kêu đã bào. Đã bào. Đâm ra. Em có thể một mình em thấy em đi chơi thoải mái không ai ràng buộc, ăn uống vui vẻ không ai gì hết, nhưng mà bên em thiếu một cái bóng hình của một người. Dạ, thiếu một đàn con thơ. Bóng em được rồi. Không. Nếu bóng em thì thà tự mình anh bóng. Cái này con cái là nó quá lạnh được phải không? Nước đá ấy nước quá thì nó không được. Nước đá quá đúng rồi. Nước đá nó lạnh quá, không có sệt. Hay là tại mình thường thường cái này không phải uống bằng ống hút. Cái này đó tại nó làm ngay từ đầu đặc quá. Ok, thấy chưa thằng? Nó đặc uống không được. Yep. Chê đó. Đang còn blend cái này. This is too icy. Too icy. You need to be the more slow. No strawberry. Give me a spoon. Spoon. Dạ, yeah, có cách uống cái này hay lắm luôn. Ăn kem. Ăn kem. Cà lem đã bắt đã. Âu Việt Nam cái này kêu đã bào. Đã bào. Ok, đúng là cái này uống nhưng mà tại vì nó bị đông đá quá thành ra mình ăn đá bào. Cái đá bào hồi xưa là cái em này nhớ. Ngon à. À, xưa đá bào em nhớ là để cái đầu bào mà bào gỗ á, người ta chổng ngược lại, đóng bốn cái to. Ok, xong để cục đá bự lên. Đúng rồi. Để cái nút phén này nó để đè lên. Rồi, đè lên sạc xong bỏ siro lên. Rồi, sau này là chơi cái màn nguyên cục ở trên có đồ quay. Đúng rồi, bấm cái này. Bây giờ nó quay nhuyễn hơn. Ừ. Đây, cái này mình ăn rước đá bào. Đá bào. Ngon hơn uống. Ngon hơn uống. I want a spoon too. Nè các bạn. Yeah. Khi đến với Kitchen Grab ở Houston đó, nhớ nghe kêu cho cái đá bào. Đá bào. Margarita. Margarita đá bào. Ăn thử coi, ăn thử coi biết. Trộn hết đều. Dạ. Đó, ăn thử coi. Ngon hơn uống nhiều. Cái trời nóng này, cái này hải sướng nha. Ngon. À cha, nước đá bào ngon quá. Nếu mà nói những cái từ Việt Nam mà ở Việt Nam Nam á, cái này thì siêu ngon phải không? Ờ, sau này. sau này đúng không? Những danh từ em về có Việt một cái Nam. Đó, anh Việt Thảo hơi lấy làm lạ, với lại bị rầy hoài à. Ở trên Facebook hay là YouTube, khi mà phụ đề vô đó, thì các em để là ví dụ như tô bún bò Huế siêu ngon, tô bún bò Huế cực ngon, thì mọi người nói ủa Việt Thảo người miền Nam đâu có bao giờ dùng chữ siêu ngon cực ngon đâu. Thực ra tại mấy em người miền Bắc để vô chứ không phải Việt Thảo để. Xong rồi những cái danh từ đó em nghe em cũng không hiểu, lúc đầu em không hiểu như hàng như là lúc em về Việt Nam người ta nói, bự quá hay bự nhiều cái này chứ bự chà bá. Không, bự chà bá thì trong năm có gọi. Không quen. Ví dụ em nói nhỏ nó xấu. Rồi xấu cỡ nào? Xấu banh nhà lòng chợ. Cái xấu banh nhà lòng chợ nó có nghĩa gì? Người ta đồn nát hết trơn ở trong nhà lòng. Nhà lòng chợ là cái nơi tập trung mà buôn bán rau cải thịt thà cá mắm gì tài là vô đó hết. Dân quê ra dân tỉnh tới không biết làm mua bán ở đó. Mà nhà lòng chợ mà nó biết cái chuyện nó đồn cái là banh nhà lòng luôn. Cái nhà lòng chợ. Cái nhà lòng chợ đúng rồi. Mà khi nói đặng nhỏ nó đẹp xấu, xấu. Xấu cỡ nào? Xấu banh vào lòng chợ là rồi thấy rồi đó. Còn đẹp thì cơ còn gì? Hả? Không biết. Đẹp banh nóc nhà. Tại sao banh nóc nhà? Hả? Đó rồi, thì không nói được, nói được đụng chạm với người đẹp. Thường đẹp hay quậy? À. Xấu không quậy. Xấu mặc cảm, tuổi thân đúng không quậy. Đẹp mới quậy. Thấy không? Tự hào, chảnh. Cho nên mình em, đẹp. Em cho quậy. Nên mới quậy, mà quậy thì quậy banh nóc nhà. À, cho nên em muốn quậy. Ờ, nhỏ nó đẹp, đẹp cái nào đẹp banh nhà. Cho nên em đâu dám quậy.
Ồ, ý em nói em đẹp trai chứ. À, em xấu. Dạ. Trở lại cái nãy nè. Rồi bây giờ chia tay bạn gái là lúc nào? Quen nhau bao lâu? Lâu rồi. Không, khi quen nhau thời gian quen là bao lâu? Cũng lâu. Ừ. Lên xuống năm là cũng lâu. Mà lý do cuối cùng mà phải chia tay? Không hợp. Không hợp gì? Không hợp với mình, không hợp với người ta. Không hợp cả hai bên. Giống như là... Đừng có nói chung chung, nói rõ ràng đi. Bây giờ cổ không hợp mình như cái gì? Ồ, cái đó hơi khó kìa. Cái đó hơi vô sâu xíu ạ. À. Ủa, đâu có sâu đâu. Cái chuyện đã chia tay rồi mà. Đôi khi nó có khi cái lời nói mới đây đó. Lại là bài học kinh nghiệm cho những người khác. Nhưng mà nói cái này là tất cả mọi người biết hết à. Đâu, mà... mình đâu nói tên, anh đâu biết cho đâu. Nhưng mà cái người đó người ta dòm, người ta biết. Không ai biết hết. Người đó biết thôi. Nhưng mà em biết, anh biết, cái người, tất cả người coi sẽ biết. Biết nhưng mà đâu biết ai. Biết em. À, biết em thôi. Thì nhưng em chấp nhận hy sinh, em cho bao nhiêu người học bài học kinh nghiệm mà. Oh no. Rồi, no thôi. À, có em hỏi tôi là cái câu nói là dạy con từ thợ, dạy con từ thơ còn thơ. Dạy con từ thở lên ba. Ồ, vậy à. Dạy vợ từ thở bơ vơ mới về. Hay là dạy vợ từ thở ban sơ, dạy con từ thở lên ba vậy đó. Thì tôi sẽ giải đáp cái câu nói đó trong cái chuyện bên lề kế tiếp. Tại sao phải dạy con từ thở lên ba? Mà tại sao phải dạy vợ từ thở ban sơ mới về? Ồ, cái đó em nhắm á, em nhá. Em muốn nghe đó. À, ông bà mình hồi xưa nói như vậy. Và em hỏi nói là tại sao vậy? Và giải thích câu nói đó. Thì Việt Sảo sẽ giải thích tại sao phải dạy con từ thở lên ba và tại sao phải dạy vợ từ thở ban sơ mới về, mà cái đó đúng hay sai, đúng từ thời đại nào và sai trong lúc nào. Việt Thảo sẽ nói cái chuyện đó sau nha. Bữa nay mình thưởng thức món ăn trước. Ok, từ từ phải không? Ừ, cái tên này giấu quá không dám nói chuyện thiệt ra. Lý do là tại vì á, em biết lời nói của em là ngày hôm nay đó. Là cái bài học kinh nghiệm cho bao nhiêu người khác không bị đổ dở giống em. Vậy cũng một cái trò cười cho những người khác nữa. Không có trò cười gì hết. Nè, ngon quá, ăn hết trơn luôn. Oh wow. Wow, ngon quá. Cái này khát nước phải không? Thêm ly nữa nha. Nó ngon. Hay là... Cho nên đến cái kinh rap á, ăn đá bào ngon hơn. Ăn hết luôn à. Có cay, có lạnh. À. Có cay, có lạnh. Cái lạnh nó làm bán cái cay đi. Em biết không? Anh hỏi hoài tại sao? Có đôi khi em nói ra đó, anh không có lớn tuổi gì, mới có khoảng 70 thôi. Thì nhiều khi anh nói một cái lời nói mà em thay đổi cả cuộc đời em đâu biết được. Em năm nay 50 tuổi mà vẫn chưa có vợ được. Nhiều khi một lời nói của anh thôi, thay đổi. Có thể. Hồi đó giờ em cứ nghĩ hoài chuyện em làm là đúng. Nhiều khi gặp anh nó ủa sai bét rồi. Em nghĩ nếu anh là em, chưa chắc ai bỏ anh đi được. Wow. Yeah. Là tại vì anh không nghĩ cho anh. Uh-huh. Đừng bao giờ mình vì mình mà phải vì người ta thì người ta không bỏ đi được. Ồ vậy à. Yes. Người ta không thể ở được với mình tại ta không chấp nhận được những cái riêng tư của mình. Mình vì mình nhiều quá. Mà có nhiều khi mình vì người ta nhiều quá mình. Đó, em thì em đang hơn thua cứ vô cơm. Em thì em hơn thua người ta quá. Em tính toán quá, so đo quá, thấy chưa? Em cứ nghĩ là em lo cho người ta nhiều chưa chắc cưng ơi. Play. Ủa vậy thôi đó hả? Cái này là dòm coi nó bóng như sao. Dòm thấy ngon rồi phải không? Oh. Ok, cái này là để chơi nhạc. Oh, ok. Còn ok. Cái này là em nghĩ là cái thao này để mình ăn xong mình bỏ vô đây. Yes. Còn cái này là... Không, cái ăn đối với anh bữa nay không đã bằng cái chuyện tâm tình của em. Ồ vậy à. Đâu có biết nữa, giống như có người ta hút thuốc, anh nói người ta bỏ thuốc luôn, cứu mạng người. Đồng ý. Nhiều khi đó một lời nói của anh đó sau này em có con cái đầy đàn, ai biết. Đồng ý. Yeah, mình ăn tiếp. Ăn tiếp. Oh. Yeah. 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 Đây là... And the crab will be a couple minutes. Ok, đây là bịch. Trong đây bịch đây đây. Theo em thì em làm như vậy. Cái này là... Ủa chà, nó chảy nước. Không sao. Đây em á, cái này là nó chảy nước, mình thay bịch. Ồ, tại vì cái giấy này mình hồi gom được luôn. Theo đó, mở như vậy ra nè. Đổ ra bàn luôn, nó chảy nước còn sao? Không sao, có cái bình lông này. Ok. Cái này là cái chiêu của anh franchise đó. Các bạn thấy không? Như vậy Diệt Thảo hỏi ăn sao là đúng phải không? Dạ.
Không, ông để ông ăn vậy, tôi ăn khác. Đó. Không sao, không sao, không sao, rồi. Đó. Được luôn, muốn ăn sao ăn. Can I have the bucket please? Được hết. Đó. Cái này bỏ trong này cũng được, nó đâu sao đó. Đâu. Đúng rồi, nhưng mà để thế giới bucket này hay hơn. Ui cha, đẹp quá luôn. Leave right here. Thank you. Nhiều khi đó, ông này ổng chia chơi chiêu đó. Thấy đăng thu hình đó, ổng bày ra vậy coi mới đẹp. Không, cái này là sự thật. Cái rồi, 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 rồi. Là, đó. Rồi. Thì cho nên. Xin phép đeo bao tay nha. Bao tay. Biết tại sao phải đeo bao tay không? Hồi nó thơm. Không. Đề phòng, sợ nhiều khi mình tai nạn khi đi tiểu. Bị rồi, nóng muốn chết. Oh wow. Đúng không? Có nhiều người bị nóng mà không dám nói đó. Ok. Rồi. Cái này hơi vui ạ. À. Ăn sao, ăn sao. Ăn sao phải không? Ăn sao. Có nghĩa là ăn từ từ mà theo ý của anh thôi. Ôi cha, con bự quá. Không, không, không. Cái này là không có ăn, không không có đúng mà con không sai. Ok. Ok. Thấy thích cái nào là chỉ cái đó. Rồi, em ăn trước đi. Mời anh, cái này là trước. Tôm. Tôm. Thì cũng như con tôm hồi nãy của mình, nhưng mà okay. Cái này là luộc chứ không phải là... Ok. Cái nước này là... Ôi trời, nước nhẹ nhàng quá. Nước nhẹ nhàng. Cái này mình không có lấy cay phải không? Không lấy cay, cái này là mild. Medium. Dạ, yeah, medium. Medium. Ôi cha, bây giờ anh muốn chấm cái nước để anh ăn nè. Chấm cái nước nè. Ừ. Ôi cha, chấm nước nè. Ôi cha. Cái nước này là cái hương vị của... Cái bí mật của cái handcraft. Giống như anh Thảo làm second beef bò lúc lắc nha hả? Cái nước sốt phải riêng. Đúng. Cánh gà chiên nước mắm nước sốt phải riêng à. Ừ. Không giống ai hết. Nhưng mà nếu mà anh Thảo đi thích ăn muối tiêu chanh thì có ở đây luôn. Không cần chấm nước này được rồi. Rồi, thì em sẽ chấm này. Nhưng mà nhiều khách khách thích ăn mỗi có gì khác nhau. Một thử cái đi. Sao? Ngon quá. Và cái này là mussel. Sò đẹp. Sò đẹp. Yeah, mussel. Múc nước luôn, múc nước luôn. Múc nước luôn. Ui chà. Theo em thì em nó trong đây nè. Đó, em móc. Nó quay trong đây nè. Nó lại quay trong đó đó. Đây là Codfish. Codfish cái gì là? Con tôm đất. Con tôm đất. Tôm đất phải không? Không, không phải. Không phải. Tôm hùm đất. Tôm hùm đất nó phải là tôm hùm mà đất. Tôm hùm đất. Còn tôm đất khác à, tôm đất nó màu đen. Đây. Thì thấy hai càng cho bự chứ đâu làm ăn mẹ gì đâu. Đúng rồi. Hai càng đâu ăn cho đâu lặt nhất à. Đúng không? Vậy nhưng mà gặm chơi nữa. Gặm chơi được mà. Vậy cho đăng ký thôi. Lặt nhất à. Mới được thơm cái bên ngoài thôi. Thì có nhiều cách ăn lắm. Ồ, nước chanh, nước sốt. Wow. Thêm, cái này thêm. Thêm wow, wow, lắm. Wow, dạ, dạ, dạ. Đó, thêm. Mình dip con tôm vô, dạ. When it's done. It's... Rồi, ăn sao? Cái này là mỗi người có mỗi cách mở ra. Thì theo em không, á. Anh muốn coi em ăn kìa. Em á, thì em lấy cái đầu như vậy. Em mở ra cái vầy. Rồi. Thì em thích những cái nước thấm đây thì rồi. Very flavorful. Ok. Xong rồi. Em học của người khác là mở cái mai nó lên một cái dòng đầu. Con dòng đầu. Xong rồi bóp cái đuôi. Ok. Nhiều khi cái đuôi nó giữ lại cái ruột. Uh-huh. Nhưng mà nếu không có ruột á thì mình mở ra cái mình khiên cái ruột đi xong okay. Cái mình vô cái nước chấm này. Đúng rồi. Ok. Rồi, làm thử nha. Xong. Mở nè, mở cái nắp ra nè. Đó. Mà cũng có nhiều người bấm cái đuôi nhậm luôn, rút ra luôn. Rồi, anh Thảo chưa? Anh Thảo phải ăn cái này trước. Cái gạch. Wow. Cái đó hơi mới anh nha. Nè cái gạch nè. Oh wow. Nè em bấm cái đuột nó ra luôn. À ha. Cái này em học của một người bạn. À. Còn anh thì bẻ ra luôn gì? Wow. Wow. Anh nhai nát luôn. Dạ. Bẻ cái giọng này cũng được. Lấy nó ra. Đó. Có nhiều người thì là người ta không ngại ăn luôn cái đó luôn. Không có, này không có.
Rồi chấm nè. Bếp nó vô. Ôi trà ơi. Nè. Còn ở đây có smoked sausage, là smoked xúc xích. Và khoai tây. Sao để bóp. Cái này mà ăn với cơm đã. Trắng á. Cơm trắng. Tất cả cái này mình cơm, ăn cơm trắng được đã hết. Đều ngon hết. Ủa xong rồi. Tôm, crawfish. Bây giờ mình thử qua tới cái sausage. Sausage. Sausage này phải có miếng cơm, không có ăn được không sao. Không sao. Nè, chia đi. Nhiều quá. Ok. Đấy. Chấm. Thêm cái khẩu vị của em à. Cái mùi vị của cái chicken crab. Nó có cái gì hả? Em không hiểu nhưng mà khi mà em bay qua Cali em ăn cái mùi đó, wow. Thì xin cần một cái giống vậy. À ha. Đó cho nên cái xin phép mở cái Hilton cái tiên phép đây. Ăn thử cái bắp. Mời bắp. Juicy. Vẫn còn nóng. Juicy. Yep. Không có bị khô. Còn nếu mà muốn ở Việt Nam mình có mỡ hành đúng không? Mình chan lên. Chúng ta mỡ hành. Chứ do để thêm bắp khoai tây đồ ăn đó, cho no bụng. Tại nếu ăn mà con phết không nó chưa đủ no, ăn được thêm cho no bụng. Ồ vậy hả? Ủa? Đó. Em thưởng thức mà ăn chỉ cho no vậy? Không, nhờ cái này nó mới no bụng được, ăn chứ đâu đủ no đâu. Đâu, còn nhiều lắm. No cái này đâu đã. Không, ý muốn nói khi bỏ cái này vô trong này á, là cái độn thêm vô. Độn thêm. Để ăn cho được ngán, ăn này hoài ngán nè. Dạ. Ăn vô khoai ăn này nó no bụng thêm. Nhưng mà nếu ngán á, húp miếng bia vô hết ngán à. Nói thẳng lên nè. Nhiều khi á, người ta không có đầy đủ crawfish. Dạ. Ta phải độn thêm khoai, thêm bắp vô, ăn vừa ngon miệng. Là miệng mà nó no bụng. Nó có nhiều cái sự lựa chọn. Phải không? Tao dẫn cái cơm. À. Có thể ăn bánh mì cũng được. À. Cái này em chưa nghĩ tới cái chấm bánh mì nha. Dạ, bánh mì với cơm. Mình có bánh mì không? Mì garlic. Không, ở đây em à hả? Hỏi coi. Em mình không có bánh mì garlic. À. Bánh mì không cũng được tại vì cái nước sốt ăn được rồi. Ăn với cơm. Bánh mì Việt Nam mình mà. Đúng rồi. Cơm. Đó anh ăn hết cái bắp rồi đó, ngon lắm. Bây giờ ăn thử khoai tây nè. Khoai tây. Khoai tây thì nhiều quá, lớn quá. Chia. Ôi trời. Đúng rồi, ăn độn mà. Ăn độn. Nói nó giống như hồi xưa mà. Nó không vô á. Ăn cơm độn khoai á. Còn cái này đó, bò độn. Thường thường người ta lại không ăn với cơm bánh mì mà người ta độn bằng cách gì? Khoai tây hay là bắp nè. Đúng không? Ăn khoai vô cho no, ăn bắp vô cho no. Mới vẫn ngon. Nhưng mà thiệt ra em thích ăn độn. Chứ nhiều người Mỹ thích ăn cái này. Là thấy nó ngon miệng. Ngon miệng. Ngon miệng. Nhưng mà em thì em để cho ai độn đi chứ em độn cái này. Em động hay không xíu phải không? Dạ. Món kế tiếp món gì kêu ra được? Món kế tiếp là để chờ nhà bếp nó ra cái gì. Surprise nha. Ngạc nhiên. Được. Ngạc nhiên. Nói nhà bếp ra đi. Nhà bếp. Ăn thêm con crawfish nữa nha. Mời. Cái này là nhâm nhiên. À đang lấy miếng cơm, đang lấy miếng cơm, ăn thử miếng cơm nè. Đó. Úp nè. Mình có cái này mình ăn chung. Đây. Ăn chung nha, tại mình không có chén không có gì á. Đó, okay. Chàng vô nè. Em ăn vậy, ăn chung với anh thôi. Có ai chàng với anh không vậy? Hả? Có chuyện vui nha. Hiểu, nhưng mà khi em suy nghĩ như vậy hoài đó là em không bao giờ có vợ được nữa. Hèn, cái này nói vui. Bây giờ anh biết tại sao em không có bồ à? Cái này nói vui mà. Đó. Wow. Xí, còn nữa nè. Cũng như cơm nãy á. Còn nữa nè. Xúc xích nè, đây em thử đi, em thử đi, đây xúc xích nè, rồi. Bỏ vô nè, ăn chung với cơm, cái này tôm, món mới, món cũ mà, tôm xúc xích, ồ món mới,
Cơm... anh thấy ăn vậy đó, anh thấy ăn vậy. Cho nên khi mà mua crawfish về nhà ăn á, không bỏ một chút gì hết. Crawfish ăn không hết, lột ra để mình chiên cơm. Chiên cơm. Còn cái nước crawfish cũng để chiên cơm và để ăn với cơm trắng được. Dạ. Ngon lắm, đừng có bỏ. Đồng ý không? Không phải à. Ngon. Rồi. Ui cha ơi, cái đó vô mình phải dọn cái này đi, uổng quá ha. Để lên luôn đi luôn. Không quay. Thank you. No problem. Đó, cái này là để đây luôn. Mình để lên luôn. Để lên luôn. Để chồng lên đây luôn. Put right here. Right here. Không, để lên trên này luôn được không? Không, cái này để lên đây này nó. Bây giờ cái này em mới. Không, mình em muốn đổ ra hả? Đây nè. Đó, đây là à, nó có trộn bị lây không? Không lây, cũng một mùi. À, cũng một mùi, cũng một mùi, cũng một mùi. Để lên luôn, để lên luôn. Đó, để lên luôn. Ú chà. Đây là king crab, như là snow crab leg. Cái này là snow crab. Snow crab. Đây là king crab leg. Aha. Đây là snow crab leg. Aha. Cẳng cơm, cái cẳng cua. Cẳng cua. Cẳng cua. Cẳng cua. Không phải. Nó gọi là không cái cẳng mà là cái ngoe. Ngoe hả? À, nó kêu bằng ngoe. Cái này là kêu bằng ngoe. Cái chân của con cua kêu bằng ngoe. Nhưng mà người ta bằng cái ngoe cua. Ô vậy à? À hả, còn cái này đó là cái càng cua. Cái này càng cua. À, càng ngoe cua. Dạ. Ngoe cua càng cua. À, ok. Hả? Rồi. Vậy thì đây là càng cua vua. King. Đúng không? Ok. Đó, đây là càng cua vua. Cái này là rồi, càng cua vua. Bẻ luôn. Đây có thịt luôn. Còn đây là ở trong đã bẻ giùm rồi phải không? Bẻ giùm rồi. Rồi ăn cái thịt trước đi. Thịt trước đi. Cũng mùi luôn. Ngon quá. Ngọt. Ngọt, thấm không? Thấm ha. Có nhiều người nói với Dược Thảo á, nói về cái giá để người ta đi đến người ta ăn. Thật sự mà nói khi đến ăn đâu cần phải hỏi giá. Còn nếu khi hỏi giá để coi coi nó mắc hay nó rẻ, đặng nếu mắc quá tôi không tới ăn thì như vậy đi ăn làm gì. Nhà hàng người ta định giá người ta hết rồi, giá cỡ nào người ta quy định chứ ta không nói bậy được. Đúng. Ăn là tìm món ăn ngon chứ không phải ăn đi tìm cái giá nó rẻ mới ăn. Em nghĩ cái đó em không dám nói. Ờ, anh nói. Marty. Em thức. Làm miếng bị lạnh nha. Dạ được, dạ được. Giờ có loại bia. Bia nó nguội rồi. Two more ultra. Okay. Thank you. Thank you. Mind. Sure. Thank you. Xin phép nha. Dạ, lấy luôn. Nó nguội cũng không ngon. Nguội cũng ngon, dạ. Two cold one. Okay. Thanks, brother. Đây nó có đồ làm để mà mình không làm. Anh có ăn cái thân của con cua king crab chưa? Dạ có. Em thấy cái thân nó có ít thịt phải không? Ui cha ơi, may là bao tay chúng tôi là chảy máu rồi. Cái gà nó làm dột dạ. À, cái thân nó thịt nhiều lắm mà tại vì nó đầy. Đó. Nguyên cục luôn. Thank you so much. Dạ được đấy. Đây chấm vô cái nước này. Đó. Em có nghe người Việt Nam nói là câu ngon bá cháy bò chét không? Ngon bá cháy thì có nghe. À, bò chét là thôi. Bá cháy còn bò chét nữa. Bá cháy bò chét là sao? Ai biết rồi hả? Nói tiếng đệm thêm cho nó vui. Bá cháy rồi thêm bò chét. Anh nghe bá cháy thì có. Rồi bây giờ ăn nhức nách là sao? Ngon nhức nách. Tại nhức gì không nhức sao nhức cái nách? Tại cái nách nó nhức cái là giống như mùn nhọt vậy phải không? Không phải. nhất nát là nó nhất sao? Chấm nước ngọt. Dạ. Dám không cho? Dạ. Dám không cho phần nửa còn lại. Còn nè. Không ngu hả? Còn nè. Ngu gì cho? Quá ngon rồi. Ủa cha ơi. Âm nặng cái này là bóc cục cơm bỏ miệng mới đã. Nè. Biết không? Này hút rồi. Wow. Hút vô nó đã nó mới đủ miếng thịt.
Sam thích cái kéo không? Nó nhỏ vậy mà có vỏ là tại sao? Cái đồ cầm này rộng, cái mũi nhỏ thì nó kẹp nó mới mạnh. Nhỏ có vỏ. À, còn bây giờ cái đồ cầm nhỏ mà cái mũi kéo cho dài thì nó yếu, cái lực nó yếu. Yeah. Cái này nó mạnh là nhờ cái mũi nó nhỏ, cái lực nó mạnh. Chưa? Của anh ăn không muốn súp hết rồi. Súp rồi, để em dọn cái dĩa cho nó sạch chút xíu nha. Ngon quá. Cho nó rộng. Uống mấy bia. Vô. Vậy là hai mình nhậu phải không? Nhậu quá, tụi mình nhậu. Lại nhậu phải không? Ok. Nhưng mà anh vẫn muốn em nói chuyện bạn gái của em. Lý do là tại vì anh muốn giải cái khúc này ra để cho em còn có vợ. Nếu không cuộc đời em không có vợ. Mà trên cuộc đời này không lập gia đình, không có vợ là một điều thiếu sót vô cùng. Cũng như người phụ nữ mà không có chồng là cả một điều thiếu sót nữa cuộc đời. Đâu vậy à? Dạ. Đâm ra em có thể một mình em thấy em đi chơi thoải mái, không ai ràng buộc, ăn uống vui vẻ, không ai gì hết. Nhưng mà bên em thiếu một cái bóng hình của một người. Và thiếu một đàn con thơ. Bóng em được rồi? Không. Nếu bóng em thì thà tự mình anh bóng. Khỏi chơi anh luôn. Phải không? Mình anh bóng hả? Ok. Không. Có người mới ly dị chồng khoe cho mọi người, trời phải biết vậy tao ly dị sớm cho nó sướng. Tại vì họ tìm lại cái cuộc sống đơn sơ của họ, một mình một cõi. Sống mình ơi, nó sướng lắm, không có ràng buộc. Tại từ trước giờ có chồng, tiền bạc cũng không biết tới, công việc cái gì cũng không biết hết. Cái gì cũng do người chồng. Dựa vào đó đến khi ly dị rồi cảm thấy ôi sao sướng quá. Nhưng có người ở tới giờ phút này, có người bằng tuổi với anh Thảo nè. Dạ, ở Tây Đô Nam Tâm nè. Vẫn chưa có gia đình nữa. Gần 70. Wow. Có gì 70. Có thể họ thấy cuộc đời sướng nhưng mà bên cạnh thiếu một cái máy ấm gia đình. Em có thể có cuộc vui đủ hết nhưng cái máy ấm gia đình em chưa có. Bây giờ muốn có máy gia đình, mình phải xây nó. Chứ không ai tự xây cho mình. Em bây giờ hiện giờ muốn người ta xây cho em không được. Em phải tự xây. Mà anh biết hiện giờ em chưa tự xây. Em cần có người xây chung với em. Không được. Mà nếu em xây cho người ta dỗ, em nói ủa tại sao tôi phải xây cho người đó. Thấy chưa? Em phải nói là em phải xây cái máy ấm cho người đó, để người đó mới vô tạo máy ấm với em. Ồ vậy à? Yes sir. Nhưng chẳng hạn như mà em xây hết rồi à, mà người đó không vô thì sao? Không có. Em xây cho người đó là người đó phải vô. Tại vì em xây cho em, người ta không vô. Em xây cái nhà đó của em cũng như anh đi mua nhà. À. Vô cái nhà 1 triệu, 1 triệu mốt, 2 triệu 3 nó không quan trọng. Bằng cái nhà đó người ta xây cho người ta. Anh bước vô căn nhà hoàn hảo. À. Nhưng nó là cái kiểu Texas. À. Kiểu của người Texas, kiểu có đầu ngựa, kiểu có đầu bò, kiểu ghế gì nữa. Mình nói ủa, cái nhà này không phải nhà của tôi. Ồ vậy à. Tại vì người ta xây cái nhà đó cho người ta ở, người ta bán lại cho mình. À. Nếu người ta xây cái nhà đó phù hợp với anh Linh, em đang xây căn nhà cho em, người ta thấy không thích hợp, hãy xây căn nhà cho đối tượng của mình. Thì ít ra em phải gặp đối tượng đó. Ừ, em đã gặp rồi nhưng mà em vẫn bỏ rơi. Là tại vì em vì em nhiều quá. Yes sir. Vậy hả? Yes sir. Ok. Bây giờ em đổi đi. Cái này quẻ này không có quẻ. Bữa nay bữa nhậu này đó là nên duyên. Nhậu nên duyên chứ không phải nhậu. Okay. Nên duyên. Cho nên em phải nói tại sao em chia tay bạn gái của em. Nè, anh muốn có cái cục cua này thiệt bự ăn đó là anh phải cắt cái vỏ bỏ. Em không bỏ cái vỏ của em, không có cục cua nào loài ra để em ăn đâu. Có chứ. Em tự nhiên cái vỏ em cứng ngắt rồi, em phải cắt ra. Đã không? Ngon quá. Anh thì có cục cua đó phải không? Ừ. Em gặp cầm càng không? Không phải, tại em cầm càng. Hả? Nó có mà em không cầm lên, em cầm càng. Anh cầm được cục đó quá ngon luôn. Thấy không? Bây giờ anh cầm cục này phải không? Thì em cầm được cục càng phải không? Giờ em cắt ra nè. Nó buồn giống cái này. Đó, dĩ nhiên rồi. Mà cũng có sự may mắn nữa anh. Thảo đồng ý với em không? Không. Không có hả? Mình phải tạo cái may mắn. Ok. Mình phải tạo cơ hội. Giờ mình phải tạo cái máy ấm, không ai tạo cho mình. Còn nếu mà mình tạo hết thì sao? Cái gì? Mình tạo hết mà không gặp được thì sao? Làm sao không gặp được? Em tạo cho người ta mà. Chứ đâu phải em tạo cho em đâu. Em phải kiếm người để em tạo. Kiếm được. Kiếm được luôn. Qua cái video ngày hôm nay nè, cả thế giới đều biết em là chưa có gia đình. Em 50 tuổi.
em hãy bộc lộ đi, người ta thấy một điểm tương đồng rồi đó, rồi. Em bây giờ là cao ráo đẹp trai nè. Bây giờ chưa, em có công ăn việc làm, em cao ráo đẹp trai đúng không? Dating network. Bây giờ cái này nè, khi người ta thấy được, người ta khám phá được ở nơi em một cái điểm tương đồng người ta đó, đâu biết được bữa nay cái video này được tạo duyên cho khác có gia đình cũng nói một mém. Thấy không, bây giờ thấy không, cái của anh cắt ra cục thịt. Em cắt bây giờ có cục xíu rồi, là tại vì anh 70 tuổi rồi em chưa nói. Thì chúng ta cũng sự may mắn như không, anh may mắn gặp được cái cục dài như vậy. Anh nói em nè, tại sao em mở được cái chicken wrap ở tại Houston là tại em phải đi qua tới California, em phải ăn thử bên đó rồi em thấy thích em mới mong có được cái này, chứ đâu có ai tự nhiên lại kiếm em, đâu biết em đã. Đúng rồi. Thì bây giờ trong gia đình em muốn lập gia đình, em phải tìm một cái người. Anh nói nghe, có ông bác sĩ đó ha, ông quen với cô đó còn lúc đi học, mà hai người muốn cưới nhau mà cha mẹ không cho. Ủa? Ừ, còn dữ hơn em nữa. Vậy hả? Ừ, vậy đó mà hai người vẫn cưới nhau được. Là để người ta vượt qua hết những cái lễ nghĩa. Okay. Cái lễ nghĩa, cái đạo đức của xã hội bây giờ ràng buộc hai người. Nhưng thế mà giờ, rồi ít ra cũng cưới nhau được. Mà cũng có người chê em nghèo đó thì sao? À, không ai chê nghèo cả. Có người ta à? Chê mình keo kiệt, có không ai chê nghèo. Có à? Không. Nó sẽ thật luôn á. Nếu chê nghèo không phải người của mình. Thì đó, thì nên, cho nên mới chia tay. Đâu phải bao nhiêu người cũng chê nghèo. Có. Cái này nói thật sự nè. Ừ. Em rất là nghèo. Ừ. Cho nên người ta chê em nghèo, cho nên ráng làm giàu. Cho nên thất vọng một người vậy. Ok. Ủa, một người làm em thất vọng. Trên thế giới này bao nhiêu tỷ người? Anh nói em nghe nè. Cái ông bác sĩ đó cưới cô vợ đó, gia đình nó cũng muốn đó. Ổng đâu có ai đi học bác sĩ đâu. Ổng đi học hóa học, kỹ sư hóa học hay kỹ sư cơ khí gì đó, tốt nghiệp xong rồi. Nhưng mà cha mẹ muốn làm bác sĩ, ổng cũng ráng đi học bác sĩ. Cho cha mẹ vui. Thấy không? Các bạn em có cục này là thấy không? À? Không may mắn thấy không? Cho nên em phải vượt qua trở ngại, em vì một người chơi em nghèo mà em bỏ hết những người khác khen em nghèo. Bao nhiêu người sẽ khen em nghèo, vì nhờ cái nghèo mà em mới có ngày hôm nay. Cái đúng rồi. Dạ. Yeah. Bây giờ nói em nè, em muốn lập gia đình không? Dĩ nhiên có chứ. Ok. Nhưng chưa có được cục thịt bự kìa. Không phải. Đó, em chỉ nghĩ cho em nữa, em muốn kiếm cục thịt bự. Em tìm trong cái đống này đi, cái nào dở nhất em ăn, cái nào nhỏ nhất em ăn. Nhường lại cái ngon cho người khác. Tự nhiên người ta thấy như vậy, em người có đức tính tốt, người ta nhường lại cái ngon. Tự nhiên em tìm cục thịt bự. Anh cũng tìm cục thịt bự, anh lẻ hơn, anh lấy nhiều hơn. Nhưng mà em nhường cho anh đó. Ý em muốn nói hãy đến với người phụ nữ, hãy đến với người phụ nữ bằng tất cả tấm lòng dành cho người ta. Mình không đòi cái gì cho mình hết. Tự nhiên người ta thương, người ta dành hết lại cho mình. Mình trao họ một cái cuộc tình chân thật, họ trao lại mình cả cuộc đời. Hiểu. Hiểu cái đó ha. Ok. Anh hy vọng sau cái video này em có dành. Oh. Anh làm MC cho đám cưới của em. Sure. Sure. Thôi bây giờ là để mình bỏ qua tay đây. Làm mồ hôi ha, hơi nóng rồi đó. Đâu có làm mồ hôi lâu, đâu cần mở bao tay. Ok. Vậy cầm nữa lâu. Ok. Nó vậy thôi. Ok. Thoải mái. Hồi nữa mới câu sẽ nóng, sẽ nóng mặt thôi. Sẽ nóng mặt. Nóng mặt không? Nè, ăn hết này còn gì nữa nè. Còn đây. Là xong. Ủa? Gì mới đem ra luôn, đem ra luôn. Cho ngồi chờ. Cái đó lại giờ đến nó nguội. Nè quý vị, các bạn, tự nhiên quan tôi không biết nó là cái gì nha. Mọi người đến Kicking Crab ở tại Houston, địa chỉ tôi nhớ luôn nha, 5035 Highway 6 North, suite là 107 tại thành phố Houston. Nhớ nha, địa chỉ bấm vô Google chạy tới, ăn giống như Dịch Thảo ngày hôm nay. Đừng bao giờ nghĩ tiền bạc là cái gì cả, hãy cho mình cuộc đời sống thoải mái, tươi vui. Đừng có nhường cha này cứ nghĩ cho trả quà tới này. Mình phải nghĩ cho người. Đây là tâm hồn từ mua từ men cho men về. Men. Men. Còn đây là Dungeness Crab. Cái gì? Dungeness Crab. Cái con cua mà bên Tesco là Dungeness Crab đúng không? Con cua Dungeness Crab. Anh không biết cái đầu Dungeness là gì? Dungeness. Em không biết cái gì là gì luôn. Mà bên này cái con cua này á, bên California có rất là nhiều. À hả. Đó, còn bên đây thì có con cua xanh. À, cua đỏ. Cua xanh, còn bên đây con cua này nó bự hơn. Cua Canada đó, gọi là cua Canada. Canada đó. Đúng rồi. Đúng Canada. Rồi. Đó,
thì còn đây thì con lắp sau này cho bên của men của men là từ bên nhưng mà men là men là men là một cái tiểu bang tiểu bang miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Bây giờ khui ăn nha, làm khui rồi khui ui chà đó thấy khui không đó giờ tầm đây cái này là cái phần này dục nè cái này dục nè yeah. Nhưng mà trước khi dục á chung quanh đó những cái này ăn được không đây nè đúng rồi đây đứa nào thử anh thử đi không thử chung thì muốn lên muỗng chồng muỗng chồng có muỗng không không có muỗng lên cái vỏ à có muỗng lên cái vỏ luôn đi em muốn chơi vỏ rồi đây cái nhà bên đó ok không có anh đâu ăn đi có đây nè vỏ nè có đây bóc được rồi ta nè nè ngon béo ha ngon không béo. Thấy vừa rồi đó anh đem hết cái gạch rồi à ha em ăn ngon ngon thì em cả cuộc đời em dành cho người đó sẽ thấy hạnh phúc anh đâu có tiếc đâu đúng rồi dạ yeah. Trong tình yêu đừng cắt móc cho hết đi. Em sẽ tìm hạnh phúc dữ lắm luôn á giống như cái ông bác sĩ mình vừa kể đó uh-huh. Ừ ổng cho em hết bây giờ nhường cho anh hết nè không đây nè cái phần ngon này em nhường cho anh hết để em không em hưởng lại chứ đó em khi em nhường cho anh để em nghĩ tới cái cô em hưởng lại tại vì theo anh mà nè, thấy không thấy gạch nè gạch phải không tại sao nó xanh luôn trong cái bụng nó tươi hả thực ra cái gạch này là cái trứng con tôm sắp khi nó chưa ra ngoài người ta chưa bằng cặp à rô dạ. Á rồi khi nó lớn lên nó đi theo cái đường ruột này cho đến khi nó đẻ ra ngoài ruột lên nó bám lại gì cho nên nhiều người nói rằng đừng ăn cái trứng của con tôm thì mình nói cái này là cái trứng tôm nó tại sao nó ăn tại vì cái này nó ở trong cái đầu con tôm khi nào nó ra ngoài thành hình dạng con tôm không nên ăn để cho nó đẻ để cho nó nở đứa nữa con là hay không chứ đâu cần gì phải cắt đầu của gì đó ok cảm ơn cái này nữa chấm vô cái này cái da là tôm còn tươi nếu cái con lobster hình như Việt Nam gọi là tôm càng Alaska thì phải tôm hùm Alaska ấy. Tôm hùm thì con tôm nào giống con tôm đó con này chắc thịt ăn dai tươi. Nhưng mà cái khác này là cái này chấm dụng sốt mà chỉ có tại cái kinh rap kia nè chỉ có tại cái kinh rap không có tại chỗ khác đây là nước sốt riêng mà phải chế riêng mà ngon lắm chơi lập gia đình nha em là con một trong gia đình hay là nhiều anh em út trong ba hai anh chị em đều có gia đình hết rồi hai lớn có gia đình hết rồi có con rồi chỉ có em là chưa sao mấy người kia lại không có bị mấy người đó chê nghèo mấy người đó thiệt ra là thành đạt hơn em còn nghèo thì bây giờ em thành đạt thôi thí dụ nè có một người phụ nữ nọ họ có một đứa con họ đã chia tay với chồng họ rồi họ là single mom okay. Họ 40 mấy tuổi hả? Nhỏ hơn em 10 tuổi bây giờ họ muốn lập gia đình với em đâu có chịu không sure. Đó em thương con ta như con mình dạ yeah. Nó vậy thôi người đàn ông như em mê anh vui em mê anh course tự nhiên bình thường nhưng mà tại vì sao hiện giờ có những người phụ nữ đó khi gặp em họ không nghĩ rằng em có độc thân cô ấy à dạ như em là chắc chắn vừa đẹp trai cao ráo có công an việc làm họ nghĩ em đã có gia đình rồi họ không dám tiến tới Open, let them know you are single. Em mở luôn. Yes. Cho người ta biết luôn. Yes. Nhưng mà ta cũng rụt rè luôn. Là tại vì sợ. Sợ. Sợ biết sợ sao không? Tại sao? Cái thằng cha này 50 tuổi giờ này mà chưa có vợ, cha này chắc kinh hoàng lắm. Một là ăn chơi quá trời, hai là khó khăn. Đúng không? Khó khăn thì có thể có. Nhưng mà khó gì? Tự dụng muốn nghe nó khó gì chưa biết. Thì bạn theo mấy người bạn của em nói là em khó tính. Khó tính là khó chỗ nào? Em cũng không biết luôn, hỏi ta. Nhờ cho nên mình khó tính thôi. Có tính sao phải thích ví dụ rõ ràng thì người ta không giải thích cho em sao biết được à. nếu mà người ta giải thích em giải thích cho anh rồi à đó
khó tính hả? Khó tính là vụ gì ta? Em có biết em khó vụ gì không? Khó chịu á, chắc khó chịu á. Khó chịu mà em biết không? Cho mình khi kéo. Em biết em khó chịu vụ gì không? Kỹ lưỡng, người sạch sẽ, ngăn nắp. Sạch sẽ. Ừ. Em làm biếng lắm á. Làm biếng là phải kỹ lưỡng rồi đó. Tiền bạc có thể tiền bạc. Không, tiền bạc là thoải mái. À. Thì bà là thoải mái, dù đó là thoải mái không, không, à, không có gì đó đâu. Xin kính chào quý vị, Alisa Châu là chủ nhân của Châu Insurance Agency. Đã có hơn 30 năm kinh nghiệm để phục vụ cho quý vị về vấn đề Obamacare, Medicare, IRA, 401k, Life Insurance, Bảo hiểm nhân thọ, dân. Quý vị xin gọi cho Alisa Châu để giải quyết hoặc giải đáp được những câu hỏi hoặc thắc mắc của quý vị. Alisa sẽ tận tâm lo giải quyết cho quý vị những vấn đề thắc mắc của quý vị. Việt Thảo hoàn toàn tin tưởng vào Alisa của Châu Insurance. Cái tin tưởng này thể hiện ở chỗ là Việt Thảo là client, là thân chủ của Châu Insurance trong suốt bao nhiêu năm qua. Việt Thảo cũng mong quý vị giống như Việt Thảo để có được cái quyền lợi trên cái vấn đề sức khỏe cũng như vấn đề tài chính. Việt Thảo xin được hân hạnh giới thiệu Alisa của Châu Insurance ở Georgia, Atlanta. Nè, nói nghe nè. Oh yeah. Thảo ồ giá Vietnamese Cuisine là cái bến để Việt Thảo gặp gỡ tất cả mọi người. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, cho nên mình phải đi bác sĩ để khám định kỳ hay tổng quát để coi có bệnh gì không, để mà mình biết là mình trị, còn hơn đợi bệnh phát tác rồi mới chữa. Cũng như người ta nói rằng phòng cháy hơn chữa cháy, nên coi chừng củi lửa, đề phòng hỏa hoạn, chứ đừng đợi hỏa hoạn rồi mới chữa, lúc đó nhà nó cháy tan hoang rồi. Thì bây giờ thêm cái câu là phòng dột hơn chữa dột. Mình phải đề phòng nước nó vô nhà làm hư đồ đạc hay ảnh hưởng đến đời sống của mình, còn hơn đợi dột rồi mới đi lột mái thì nó đã quá trễ. Dạ đúng rồi. Thì bây giờ muốn vậy thì phải làm sao? Dạ muốn vậy thì quý vị có thể gọi cho con công ty A Plus Roofing số điện thoại là 832-738-9630 để con có thể inspect cái mái nhà của mọi người. Cái mái nhà không chỉ là cái mái nhà mà nó còn bảo vệ cái tổ ấm của mọi người nữa. Đúng rồi. Dạ. Mái chùa che chở hồn dân tộc nhưng mà mái nhà che chở mái ấm gia đình nha. Dịch Thảo hân hạnh giới thiệu công ty A Plus Roofing của Bảo sẽ chăm lo cái mái nhà của chúng ta.